Niệm Phật. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Arahato Sama Sambuddhassa. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mọi người. Rồi. Bây giờ ai hỏi gì đi? Nhà Trang có câu hỏi chưa? Dạ, Ni vị viên không xin hỏi câu thứ nhất ạ. Dạ, kính thưa sư ông, như toán học đã chứng minh, nếu A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0, D, E bằng 0, thì A bằng B, bằng C, bằng D, bằng E, bằng 0. Vậy, theo Bát Nhã Tâm Kinh, ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, thì sắc bằng thọ bằng tưởng bằng hành bằng thức bằng không. Sắc thuộc về thân, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. Vậy tâm bằng thân bằng không. Vậy khi thân mất thì tâm cũng mất. Vậy một người khi qua đời thì thân mất và sắc thọ tưởng hành thức cũng mất, thì sao còn thức tái sanh? Và hiện tượng người âm oán thù tác động lên xác và biểu cảm của người sống, tình duyên âm, đòi ăn uống, quần áo vân vân, vậy là vẫn còn thọ tưởng hành thức, như vậy là thế nào ạ? Xin sư ông giải thích giúp con xin cảm ơn sư ông. Đâu ai nói mất. Nói mất cũng không đúng, mà nói còn cũng không đúng. Bởi vì tất cả đều là một cái sự diễn biến, chuyển biến từng sát na, từng khoảnh khắc, chứ không có gì mất hết mà cũng không có gì tồn tại hết. Đó là cái điều mà ít người thấy ra được, bởi vì hoặc là mình thấy một cái gì đó đang tồn tại, hoặc là mình thấy cái gì đó nó biến mất, nhưng mà thực ra là không có cái gì biến mất mà cũng không có gì tồn tại, mà nó là đang là một cái dòng diễn biến. Đó. Thí dụ như mình nhìn cái dòng sông, thì mình nghĩ rằng là cái dòng sông đó là nó đang tồn tại, nhưng mà trên thực tế là nó đâu có, cũng không phải tồn tại, mà cũng không phải là mất. Nếu mất thì cái dòng sông đó nó không còn nữa. Nhưng mà nếu nói nó còn á, thì cũng không đúng, bởi vì nước nó chảy qua từng khoảnh khắc, do đó không có lúc nào mà cái dòng sông đó là giống nhau cả. Cho nên người ta mới nói là không ai tắm được hai lần trên một dòng sông. Và không có một cái gì mà nó tồn tại trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Bởi vì là tất cả đều là đang biến chuyển. Thì biến chuyển không phải là mất. Ví dụ như là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức đều nó biến chuyển đi. Đó. Chứ không phải là nó mất. Nhưng mà đối với cái người giác ngộ thì sắc thọ tưởng hành thức gì cũng đều không. Thì là do cái tâm cái người đó thanh tịnh, cho nên thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Do cái tâm của cái vị đó là tâm không, cho nên thấy các pháp là không. Không là bởi vì mình không có gán cho nó bất kỳ một cái tượng nào ở trong đó, không có cái gán cho nó một cái khái niệm nào được cả,
mà chị có thể nói là nó như nó đang là thôi. Đó. Cho nên á, khi mà cái chứng minh theo kiểu toán học đó là một chứng minh không có đúng. Chứng minh là cái gì cũng không hết, cho nên cái gì cũng giống nhau, thì cái đó là một chứng minh không có đúng. Nhưng mà ví dụ như là trong cái bản chất của cái tánh không đó đó, thì mọi cái đều có cái bản chất là tánh không. Vì vậy cho nên nó giống nhau là giống nhau trên cái chỗ bản chất tánh không đó. Còn cái hiện tướng thì nó mỗi cái hiện tướng nó vẫn là mỗi khác. Đó. Cho nên cái này á, nói hồi cái nó ra thành là lý luận triết học chơi mà cả hàng ngàn thiên niên kỷ thì nó cũng vẫn cứ vậy à. Cứ vẫn ngồi lý luận chơi vậy thôi. Còn bây giờ á, quan trọng á, là mình cái tâm mình có thể thấy được cái không đó hay không, có thấy được cái ngũ uẩn giai không hay không, cái đó mới là quan trọng đó. Dạ, câu thứ hai ạ. Thưa sư ông, mỗi khi con ngồi thiền khoảng 10-15 phút là tâm con bị phóng dật, chưa bao giờ tâm con được trọn vẹn một thời thiền 45 phút. Thưa sư ông, chỉ dạy cho con phải làm thế nào để được an trú. Con xin tri ân sư ông. Tự nhiên cái dòng sông nó đang trôi chảy cái vậy, nó nói giờ làm sao mà giúp cho tôi được an trú. Cái an trú tốt nhất của dòng sông là cứ chạy như nó đang là, chứ không phải là để mà an trú lại. An trú lại đó là đi nghịch với cái sự vận hành của vạn pháp. Cho nên không có cái cố an trú lại. Nếu không có, không phải là cố an trú lại, thì con sẽ thấy rằng là cái dòng chạy của những cái tâm khởi lên như thế nào, sinh diệt như thế nào, ra làm sao, là con đều thấy hết. Còn giờ con cứ muốn là cái dòng chạy nó ngưng lại, muốn an trú lại, muốn dẹp những cái dòng chạy nó đang chảy, thì cái đó mới là cái sai đó. Cái đó là nó mới là phản cái luật tự nhiên đó. Còn á, bây giờ thế này, nếu trong đời sống hàng ngày mà từng khoảnh khắc mình đều rõ biết, thì nó không có một cái gì mà nó còn thắc mắc để đưa vào trong vô thức. Và khi nó không có một cái gì thắc mắc để đưa vào trong vô thức, thì khi mình ngồi lại thì nó hoàn toàn yên. Bởi vì nó không có cái gì để khởi lên cái câu hỏi hay là đòi hỏi phải giải quyết như thế nào nữa. Đó. Mình tại vì mình trong đời sống mình tạo ra không biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh mà nó bất an, cho nên bây giờ ngồi lại thì cái bất an đó nó đang đòi nợ. Nó đến đòi nợ, nó tôi giải quyết tôi chưa xong à, bây giờ lo giải quyết, chứ đừng có ngồi đó mà trụ gì hết trơn á, đừng có an gì hết á, mà giải quyết cho xong đi. Đó. Thành ra là nó, những cái mà nó khởi lên đó đó, chính là những cái khởi lên đó là đang giúp cho mình rõ biết mình hơn. Thì mình lại không chịu rõ biết mình hơn. Đó, mà trong khi đầu Phật á, là chỉ dạy mình giác ngộ thôi, chứ không phải dạy mình là trù vào đâu. Không có trù vào đâu hết. Không có an trú vào đâu hết. Mà chỉ giác ngộ để thấy ra được cái sự vận hành của Pháp như thế nào. Đó. Mà tất cả những sự vận hành của Pháp đó đều có nhân duyên hết. Nếu mình thấu rõ được cái nhân duyên đó thì nó sẽ là nó sẽ yên. Đó. Như thầy nói đó, bây giờ mà suốt ngày mà lúc nào mình cũng sáng suốt, cũng rõ biết, cũng không đâu cái tạo ra những cái bất an này bất an khác, thì tự nhiên là khi mình ngồi lại là nó yên hoàn toàn, mà hoàn toàn không cần phải cố trụ lại gì hết. Hồi xưa đó là thầy cũng vậy, tức là mới vô tu cứ muốn làm sao mà tâm mình yên. Lúc đó không ai dạy cho mình biết là mình phải giác ngộ cái thân thọ tâm pháp ra thế nào, chứ không phải là để yên.
Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là tu là để ngồi sao cho nó yên được, yên hoàn toàn thì mới được. Nhưng mà lúc đó đó thì mình là cố yên là yên không được, cố yên càng đè nén càng dồn nén thì nó lại càng bùng lên thêm. Đó. Về sau á, sau khi mà nắm vững được cái nguyên lý đó, thì là trong đời sống hàng ngày dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, không từ bỏ bất kỳ một cái đồng tác nhỏ nhặt nào, mình cũng đều rõ biết. Thì tự nhiên mình lại là yên không, cũng thể nào cũng có chuyện gì đó, trừ phi có chuyện gì đó. Cái chuyện gì đó là cái chuyện mà mình giải quyết chưa xong, làm thế nào để giải quyết, phải thế này thế kia gì đó nó mới không yên thôi. Chứ còn nếu mà mọi việc trong đời sống hàng ngày mà mình rõ biết hết trơn thì ngồi lại là nó yên ngay, chứ không cần phải ngồi cố mà tập trung mà định tâm gì cả. Đó. Mà cái định đó, cái định mà không cố để mà an trú gì hết á, thì cái định đó mới là cái bằng kim cang đại định. Tức là định đó không có cái gì mà lấy chuyện được. Còn cái định mà mình cố giữ nó lại để cho nó yên lại đó, thì cái đó, cái định đó là có đồng một cái là nó mất liền. Đó. Như vậy tức là chưa nắm được cái nguyên lý của cái sự tu tập là gì. Nguyên lý của sự tu tập là thấy ra toàn bộ diễn biến của sự thật. Đó. Thấy rõ nó ra nhân quả thế nào, sinh diệt thế nào, cái gì thế nào đều thấy rõ hết đó. Cái đó mới thật sự tu theo Phật pháp. Còn mà mình cố yên đó là tu theo Bà La Môn. Mà yên được thì yên thì nó lên gọi sắc giới, vô sắc giới thôi. Mà trên đó, lên trên đó thì nó yên hoài cả mấy tỷ năm rồi. Nhiều khi Phật ra đời rồi mà Phật nhập Niết Bàn rồi cũng không biết, vẫn cứ ở trong đó mà tịnh mà trú không. Thành nó khó mà giác ngộ lắm. Dạ, Kiều Đàm Phương xin hỏi là: Kính bạch thầy, mong thầy khai thị cho con và đại chúng được rõ về nhị nhập tứ hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Con xin kính xin tri ân thầy. Cái tứ hạnh là gồm có cái tùy duyên hạnh, báo oán hạnh, xứng pháp hạnh và vô sợ cầu hạnh. Đó, bốn cái đó. Thì cái đó là cũng xuất phát từ cái mà không vô tướng, vô tác, vô cầu mà Đức Phật ngài dạy đó. Tùy duyên tức là mình cứ sống thuần theo với cái sự vận hành của pháp. Mình sống hiểu đúng cái sự vận hành của pháp và sống thuần với sự vận hành của pháp. Chẳng phải là muốn theo cái vận hành của bản ngã. Vận hành theo cái tà kiến tham ái của bản ngã, mà là vận hành theo cái vận hành của pháp. Đó, thì cái đó là gọi là tùy duyên hành. Thứ hai là báo oán hành, tức là cái hành đó là khi mình gặp một cái trở ngại gì đó thì mình hoàn toàn nhẫn nại. Không có chống lại, không có chống đối lại cái nghịch cảnh đó. Hoàn toàn chấp nhận cái nghịch cảnh đó để mình học ra cái bài học giác ngộ, thì cái đó gọi là báo oán hành. Và khi mà làm được hai cái này á, thì lúc đó mình sẽ là sống thuần theo pháp, cho nên gọi là xứng pháp hạnh. Và khi mình sống thuần theo pháp rồi á, thì không có gì để mình mong cầu nữa cả, cho nên gọi là vô sở cầu hạnh. Còn nhị nhập là cái gì thầy quên rồi, không nhớ. Là thầy câu tiếp thôi. Được. Cái này cũng hay đó, câu hỏi đó là câu hỏi có liên hệ với nhau á. Tại pháp là cho pháp, tức là khi mà mình thấy pháp như thế nào thì mình chỉ thấy vậy thôi, cho nó không có qua bất kỳ cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm gì của mình hết á.
tức là không qua cái nhìn trụ quan của mình, thì gọi là tạ pháp là cho pháp, tức là pháp sao thì nó là vậy. Cho mình không có muốn theo ý mình. Vì vậy cho nên á, cái mà mình tưởng là, rồi cho là, muốn phải là, mong sẽ là đó, thì cái đó đó là chính là cái tượng tri, cái thức tri, theo cái tà kiến với là tham ái của bản ngã. Đó. Thì cái tượng tri đó, tức là cái biết qua cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm đã có sẵn, gọi là tượng tri. Nhất là cái khái niệm, tức là mình tất cả mọi cái là mình nhìn đó, là mình khái niệm hóa hết, khái niệm hóa thành ra là cái đối tượng, không phải là cái pháp đó nữa, mà cái đối tượng đó là cũng gọi là pháp, cho nên cũng gọi là pháp. Đó là sắc thân hương vị xúc pháp, thì cái pháp đó đó là cái đối tượng của cái tâm. Nhưng mà cái chữ pháp này nó không phải là cái pháp mà như nó là, mà cái pháp đó là cái pháp mà đã qua cái lăng kính của cái tâm mình rồi. Thì cái lăng kính đó chính là cái mà cái khái niệm, cái tư tưởng, nó đã hình thành cái khái niệm tư tưởng, thậm chí là nó trở thành là thành kiến luôn. Đó. Thì cái khái niệm đó, tất cả những cái mà mình nhìn, mình thấy, mình nghe đó đều là hình thành khái niệm hết. Hình thành khái niệm có thể là từ bản thân mình hình thành khái niệm, hay là cái khái niệm đó đã có sẵn từ trong trong cái nhân gian. Đó. Thành mình nhìn cái gì đó là mình cũng đều nhìn qua cái khái niệm, chứ không phải là nhìn, chứ không phải là thấy thẳng cái sự vật như nó là. Đó, mà lúc đó là mình tưởng là tức là tưởng tri. Đó. Và cái thức tri đó, cái thức tri thì nó gồm có hai cái loại thức tri. Một bài thơ của Nhạc Nhị Tị Thiệt Thân, thì năm cái thức đó đó thì nó chỉ là qua mắt tai mũi lưỡi thân thôi, cho nên nó không có nhào nặn, không có quan niệm, không có tư tưởng gì trong đó cả. Do đó nó chỉ phản ánh qua cái sáu cái năm cái căn, gọi là năm cái giác quan, hay là gọi là tiền ngũ thức, tức là năm cái thức mà của mắt tai mũi lưỡi thân. Thì khi mà qua cái mắt tai mũi lưỡi thân đó đó, thì cái đối tượng á không có bị không, chưa có qua cái khái niệm hay quan niệm gì cả. Do đó cái đối tượng đó vẫn là cái đối tượng thực tánh. Tuy nhiên á, nó mặc dù là mình không có nhào nặn gì cả, tuy nhiên nó lệ thuộc vào cái con mắt, nó lệ thuộc vào ánh sáng, nó lệ thuộc vào nhiều thứ, lệ thuộc ví dụ như âm thanh, thì nó lệ thuộc vào là cái âm thanh đó nó phải lớn cỡ nào, nó phải có cái ngưỡng để mình nghe được, có cái ngưỡng mình nghe không được, lớn quá mình nghe không được, hay nhỏ quá mình nghe không được chẳng hạn. Cho nên nó lệ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Do đó mà mặc dù chưa có nhào nặn qua cái khái niệm gì cả, nhưng mà độ trung thực của nó cũng không phải là thực sự là trung thực. Vẫn có thể là mình bị người ta vẫn gọi gọi là người ta gọi là trong 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 tâm lý học người ta gọi là cái sai lầm của trực giác. Nhưng mà khi mà bắt đầu á, cái những cái hình ảnh đó đó nó được sao lưu vào ở trong bên trong, nó trở thành là đối tượng của ý. Thì khi nó trở thành đối tượng của ý á, thì lúc đầu á cái đối tượng đó vẫn chưa có bị nhào nặn gì hết, nhưng sau đó mình bắt đầu là qua một quá trình là khái niệm hóa cái hình ảnh đó. Bây giờ nó chỉ còn là cái hình ảnh thôi, bây giờ mình lại khái niệm hóa cái hình ảnh đó lại. Rồi mình mới đặt tên cho nó, hoặc mình cho nó một cái mật mã gì đó để mình ghi nhớ. Mà lúc đó mình ghi nhớ đó thì mình chỉ ghi nhớ cái tên hay là cái mật mã đó thôi. Chứ còn cái vật thực á, cái sự vật mà thực á
là nó đã trôi qua mất rồi. Thành ra cái khái niệm á, cái khái niệm chỉ là cái nhãn, chứ không còn là cái thực nữa. Nó không còn là cái thực, bởi vì cái thực nó đi qua rồi. Cũng giống như bây giờ mình thấy một mình chụp ảnh nhanh, cái là mình thấy mình chụp được một con chim nó đang bay. Nhưng mà thực ra đó, bây giờ mình chụp lại một cái lập tức liền thì không có gì cả, bởi vì con chim nó bay qua mất rồi. Đó, thành ra cái khái niệm là cái mà mình đã chụp ảnh lại đó. Mình ghi lại xong rồi á là bây giờ trong đầu mình nó chỉ có như vậy thôi. Những cái khác không biết, mình chỉ thấy một cái mặt đó thôi. Cho nên những cái khái niệm thì luôn luôn là cục bộ, luôn luôn là phiến diện, nó không thể là toàn diện được, cho nên nó không thể là pháp như nó là được. Mà lúc đó là mình đã cho là, hay là tượng là cho là rồi đó. Cho nên là cái tượng ti đó, nó phần lớn cái tượng ti là bóp méo sai lầm. Tuy nhiên là cái tượng ti nó cũng có một cái dùng của nó, chẳng phải tượng ti hoàn toàn là mình bỏ đi được. Thí dụ như bây giờ giả sử như bây giờ là tối om cái bị nhật thực, mà thực gì đó không biết, tối om ấy không thấy gì, đường xá gì hết trơn, nhưng mà thầy vẫn đi được trong chùa này là nhờ, lúc đó là nhờ tượng ti mà đi được. Chẳng thôi sao, nếu mà không có cái tượng ti á, nếu một người nào mà hoàn toàn mới tới đây á, thì chỉ có đứng chỗ chứ không cách nào đi được hết trơn, bởi vì đi đâu được. Nhưng mà trong đầu óc của thầy đang ngồi đây cái là thầy sẽ đi thẳng ra đây thì nó sẽ ra cái cửa đó, thầy sẽ quẹo qua là đi đó, là tự nhiên là cái tượng nó giúp cho thầy là đi trong cái chùa này được. Đi dần dần là nó cũng tới được mấy cái chỗ đó, mặc dù nó không bằng cái lúc mà mình mở mắt ra mình thấy rõ bên ngoài. Mà lúc đó chỉ dùng tượng không thôi vẫn có thể đi được. Cho nên mấy người mà họ bị mù đó, họ vẫn đi được là bởi vì họ cảm nhận được. Đó, mà phần lớn cái cảm nhận đó là phải qua tượng, phải hình dung ra. Đó là cái tượng ti. Như vậy á, tượng ti nó có hai mặt. Một phần lớn thì tượng ti là do mình tưởng tượng cho nên nó sai. Nhưng mà cái chức năng của tượng mà đúng á, thì nó vẫn là có cái dùng của nó trong đời sống. Nếu mà không có nó đó thì mình sẽ thì cái gì cũng hoàn toàn mới hết. không có cái gì mà mình nhớ lại là mình đã biết hết cả, mà lúc nào cái gì cũng lúc đó cũng cái gì cũng hoàn toàn mới. Cho đó là cái tượng ti. Còn cái thức ti hồi nãy thầy nói là thức ti thì nó gồm có cái đó, còn cái thức ti mà thứ hai á là nó trở thành, nó ghi nhận là thành nó là cái kinh nghiệm kiến thức. Ngoài trừ năm cái thức lúc đầu đó thì còn cái ý thức á, nó phần lớn là nó sử dụng cái kinh nghiệm và kiến thức. Cho nên cái mà mình biết về một cái gì đó thực ra là mình chỉ biết qua cái kiến thức của mình, chứ không phải là mình biết cái đó. Tức là mình biết bao nhiêu về một sự vật, thực ra là mình chỉ biết cái sự vật đó qua cái kinh nghiệm hay là cái mà kiến thức mà mình có về nó thôi. Mà đa phần cái kiến thức nó là giả, nó không phải thật. Có nhiều kiến thức chưa thật. Và ngay cả kinh nghiệm tức là mình đã có trải qua rồi, nhưng mà mình kết luận lại một cái thì nó cũng thật rồi. Bởi vì khi mình kết luận lại một cái rồi thì cái sự việc nó cũng đã biến chuyển đi khác rồi. Do đó mà cái tượng ti và thức ti mặc dù là nó rất cần thiết trong đời sống, giả sử như trong đời sống tục đế đó, thì người ta rất cần đến cái tượng ti và thức ti. Hầu hết những cái hoạt động mà về mặt tục đế đó thì đều là phải sử dụng tượng ti và thức ti.
Còn cái người tu đó thì cần phải mở thêm một cái tri nữa, đó là cái tuệ tri. Tuệ tri tức là thấy pháp như nó đang là đó. À, hay là trả pháp lại cho pháp, tức là cứ pháp như thế nào thì nó là như vậy, chứ không phải là qua cái nhận thức quan niệm hay là qua cái những phương pháp mà qua những cái chế định này chế định nọ là cái đó là không có, không qua cái đó. Nhưng mà người ta cũng nhầm lẫn, là nhiều khi có nhiều người người ta tưởng rằng là tuệ tri là giống như khoa học, tức là phải tìm hiểu sâu vào vấn đề như thế nào, cái gì đi tìm vô, tôi thật sâu, đào sâu, đào bới sâu vô, một tượng cái đó là trí tuệ. Thực ra không phải, trí tuệ là trả pháp lại cho pháp, pháp làm sao là nó là vậy. Chứ bây giờ mình có viết bao nhiêu luận để nói về pháp đây nữa cũng đều sai hết, không có luận nào nói đúng hết đó. Không luận nào mà có thể nói hết được tất cả cái nội dung thực của pháp cả. À, mà lúc đó là do mình chia chẹ, do mình lý luận mà nó ra, rồi mình gán cho nó vậy thôi. Đó. Trên thực tế đó, là nó là một sự vận hành không có sai một tí nào, vận hành chính xác. Một sự vận hành rất là chính xác. Do đó đó, Đức Phật Ngài mới nói là bây giờ mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình tâm mình phải tròn vẹn tỉnh thức để mà thấy, để mà nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm gì đó với cái pháp đang vận hành thôi đó. Chứ không có đưa cái sở tri sở đắc của mình vào trong đó. Hễ mà đưa sở tri sở đắc vào đó là nó là hủy phần sáng của mình đó. Đức Phật Ngài nói đó, tức là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri, sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Thật ra là cái tuệ tri đó là nó có sẵn rồi, nó là sáng sẵn rồi. Nhưng mà tại vì mình bị chạy theo cái thức tri, cái tưởng tri, cho nên mình không còn cái lúc nào mà mình nhìn được với cái nhìn của tuệ tri. Chứ thực ra cái tuệ tri mới là có sẵn. Nhưng mà nó chỉ phản ánh trung thực thôi, chứ nó không có, chứ nó không phải là biết như kêu triệu của khoa học phân tích. Bởi vì khoa học phân tích đó thì phân tích một hồi rồi một hồi cái người ta phân tích nữa nó cũng sai sai à. Cái mức độ của anh phân tích ngang đó, sau này cái anh khác anh lại phân tích vi tế hơn thì anh lại trở thành. Cho nên đừng có tin vào những cái luận, mà là phải trực nhận, phải trả pháp lại cho pháp, thì cái đó mới thực sự là giác ngộ được rồi. Cái ba la mật là thế này, là hồi nãy thầy có nói đó, thật ra cái tuệ tri là nó có sẵn, cái tuệ tri là nó có sẵn. Cũng như thầy nói là niết bàn là nó có sẵn, tại mình á mới là sinh về cái bản ngã vô minh ái dục, cho nên á mình tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia, đi tìm cái niết bàn ảo, mà trong khi niết bàn nó có sẵn là mình lại không thấy, cho nên gọi là vô minh. Thì cái trí tuệ cũng vậy, cái trí tuệ lẽ ra cái trí tuệ nó có sẵn, nhưng mà mình lại đi khởi lên cái tượng tri, cái thức tri này kia một hồi, cái biết của mình nó giới hạn trong cái tượng tri và thực tri đó, cho nên mình không thấy được pháp một cách toàn vẹn toàn diện. Cho nên nó cái mà mình nhận thức được á, cái kiến thức mà mình nhận thức được á, cái đó nó trở thành nó là sở tri chướng, tức là nó sẽ trở thành cái chướng ngại. Mình cứ làm cái gì mình cũng cứ phải y cứ vào cái mà cái sở học đó. Lẽ ra là mình cứ thẳng mình làm thôi thì nó dễ. Thí dụ như bây giờ khi xây dựng ở đây nè, thì có một cái điều rất là buồn cười, là có những cái mà kỹ sư chịu thua,
không biết làm giải quyết cách nào. Thì bây giờ nói là mời thầy ra là bây giờ chỗ đó thua rồi, không cách nào làm gì được hết. Thì thầy là thấy, thầy không học kỹ sư gì hết, thầy là thấy, thầy nói làm cái này vậy là làm được, giải quyết xong. Thực ra là mình lại không cần, bởi vì nhiều khi họ lại vì kiến thức quá, đâm ra là họ lại bị kẹt vào cái kiến thức đó, họ không dám làm. Mà thực tế là làm, mình làm là thấy rất là rõ và giải quyết được rất là dễ dàng. Cho nên cái sở trí á, nó làm cho mình bị lệ thuộc vào sở trí, mình mới không phát huy được cái mà trí tuệ thật sự. Cái trí tuệ thật sự là nó thấy biết rất là sâu xa, trong rõ ràng. Thì trong khi đó cái thức trí đó đó thì họ lại là chỉ dựa trên những cái kinh nghiệm, cái sở học đó. Vì vậy cho nên nó cứ bị cái sở học đó. Đức Phật ngài mới nói đó, cái người ngu sinh sở tri sở đắc, mình hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Từ chạy đầu tức là lẽ ra là mình nhìn thẳng vô là mình thấy liền. Thì anh này là dùng cái anh này cũng biết phân vân, cũng biết là làm cái này hay cái kia, cái nào đúng hồi cái mà cái đó lại là dựa trên cái kinh nghiệm, cái sở học. Thí dụ bây giờ trong việc xây dựng này này, hồi xưa đó là người ta muốn cho chắc, người ta dùng sắt thật nhiều đó. Nhưng bây giờ người ta mới thấy rằng dùng sắt thật nhiều như vậy thật ra nó chỉ làm máu hư thêm, chứ còn là sắt là vừa đủ thôi là được. Chẳng hạn như bây giờ mình đúc bê tông cốt sắt á, thì sắt cỡ chừng nào thì là vừa, chẳng cần phải quá nhiều quá nó lại sinh ra là nặng nề, dễ hư hỏng. Đó. Thành ra là nếu mà mình cứ dựa trên cái kinh nghiệm, trên cái kiến thức mà mình sẵn có đó, thì không bao giờ tiến bộ được cả. Đó. Cho nên nó là bây giờ mới là cái đường tu đó là tôi cười là thế này. Cái chữ ba la mật là gì? Ba la mật tức là trong cái quá trình mà mình tu đó mình đã là tích lũy, gom góp cái sở tri sở đắc, và nó thành ra những cái sở tri sở đắc nó trở thành ra là cái chướng ngại, cái che ngại, che lấp. Cho nên ba la mật là gì? Ba la mật tức là buông bỏ những cái mà tự mình che lấp bỏ đi. Thí dụ như mình nghĩ rằng là mình sở hữu được nhiều á là mình hạnh phúc chẳng hạn, thì bây giờ người ta lại phải là bố thí để buông bớt cái sở hữu đó đi, để đừng một hồi cái mình thấy là chính cái sở hữu đó là trói buộc mình, và cho nên người ta mới buông bớt cái sở hữu đó đi chẳng hạn vậy. Thì từ tất cả các cái ba la mật đều là buông bỏ. Mà buông bỏ cái gì? Buông bỏ là buông bỏ cái mà mình đã từ trói buộc, từ che lấp, từ thu thập, từ tích lũy lại, bây giờ buông bỏ đi thì nó lại trở lại cái lúc đầu, trở lại cái trong sáng của cái trí tuệ lúc đầu, trở lại cái niết bàn lúc đầu mà mình không thấy mà mình đi tìm, tìm hồi cái đi một vòng cái trở lại để ra là cũng ở đó chứ không phải ở đâu hết. Cho nên cái mà cái ba la mật có liên hệ tới cái ba la mật là vì là sao? Tức là liên hệ đến cái chuyện là mình đã buông bỏ được bao nhiêu, buông bỏ được những cái mà mình tích lũy. Trong đó có cả cái buông bỏ cái sở tri sở đắc. Thì ví dụ như mình có sở hữu nhiều thì đó là cũng sở đắc. Mình có danh vọng địa vị nhiều thì đó cũng là sở đắc. Mình có thiền định đắc định này định kia, cái đó là cũng sở đắc. Cho nên chính cái mà giác ngộ đó là buông hết mọi sở đắc. Thì mình là bây giờ là mình hiểu ngược lại, giác ngộ tức là mình đạt được từng sở đắc. Tức là sở đắc cái này xong rồi đắc thêm cái cao hơn các cho đến khi nào mà đến tận cùng á là giác ngộ hoàn toàn.
Nhưng mà thực ra là phải nói là giáo pháp của Như Lai là nhất hướng là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. À, hay là Đức Phật ngài nói là cái mục đích tu tập đó chính là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại với cái không sinh không hữu không tác không thành. Đó. Nhưng mà con người là nó là nó phải đi một cái vòng đó chính là vòng luân hồi á. Bây giờ mình không thấy, mình không thấy cho nên mình mới đi tìm. Tìm một hồi rồi thấy cũng có đâu, thấy cũng có đâu là đúng sai hết. Thành ra cái người giác ngộ là gì? Cái người giác ngộ là cái người thấy ra toàn bộ sự tu hành của mình xưa nay đều sai hết. Bởi vì tất cả những tu hành đó đều là của bản ngã hết. Cái đó bây giờ khi mà thấy tất cả cái bản ngã nó chỉ là nặng nề thôi, buông xuống cái thì lúc đó lại là giác ngộ hoàn toàn. Cho nên hệ mà giác ngộ là giải thoát là vậy. Giác ngộ tức là đã thấy ra sự thật, bỏ thì thấy ra sự thật, đó là vậy thôi chứ. Cũng như là cái người mà nằm mơ đó. Nằm mơ rồi thấy mình thế này thế kia gì đủ thứ, thành bại được mất hơn thua vinh nhục gì đủ thứ đó. Rồi trong đó là cứ tranh đấu đồ mãi. Cái cuối cùng cái mình tỉnh giấc ra tỉnh giấc ra cái thấy ủa thì thấy ra là chị đó là chị giấc mơ thôi chứ đâu có gì đó. Thì lúc đó trở về lại là thấy ra mình đang đây, ở đây, ngồi đây, nằm đây, chứ không phải là chưa từng làm cái gì hết trơn á. Chưa có từng mà đi tranh đấu tài tình danh lợi gì hết trơn, rồi hơn thua, rồi tranh chấp, rồi đủ thứ hết trơn á. Thức dậy cái thấy không có gì hết. Thì thành ra là cả một cái bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi tu hành tưởng đâu là để đạt được cái gì đó. Tại đó cuối cùng gặp Phật thì Phật nói buông hết đi. Giác ngộ là buông hết đi. Tất nhiên là cái buông đây là cái buông trong cái chấp á. Chứ không phải là buông là cái buông bên ngoài, ví dụ như cái buông bên ngoài á. Còn bên này là buông cái chấp thụ bên trong á. Thí dụ như người đó có 10 ngàn đồng thôi nhưng mà chấp thủ. Còn người kia người ta có 1 tỷ đồng nhưng mà ta không chấp thủ thì không phải là buông cái 1 tỷ hay là buông 10 đồng mà là buông cái chấp thủ á. Đó thành ra là tu tập là vậy á. Tu tập là xả ly ly tham đoạn diệt, đó là ba la mật á. Ba la mật chính là cái hoạt động mà để mà xả ly ly tham đoạn diệt. Câu hỏi của Tri Kỷ ạ. Xin mạn phép xin sư ông cho con được hỏi việc thờ cúng ở nơi kinh doanh như thế nào cho đúng pháp ạ? Và con nên đọc tụng kinh gì ạ? Con kính đảnh lễ sư ông. Cái đó thì tùy cái tín ngưỡng của mỗi người thôi. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài là Đức Phật ngài nói là cái lúc mà Đức Phật mà trong kinh nói là Phật nhập Niết Bàn á thì nói rằng là trên trời là hoa rải xuống rất là nhiều. Thì ngài A Nan ngài mới tán thán ngài nói thật là một sự cúng dường Đức Phật một cách vi diệu chưa từng thấy. Thì Đức Phật ngài mới quả trách, ngài nói là chớ có nói như vậy. Tỳ kheo ni thiền nam tín nữ nào mà sống đúng pháp, hành theo pháp thì cái người đó mới là cái người mà cung kính cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Chứ không phải là cúng hoa hay là cúng trầm hương nữa. Trầm hương đâu hồi xưa, chứ còn bây giờ trầm hương là toàn là thứ giả. Rồi là những sự khói rồi nó sinh bệnh thêm ấy. Cho nên ở đây mà thầy không cho thắp hương là vậy đó. Nhưng mà cái bài kinh mà nói là Ime hi di pa thu pa đó, cái đó là người sao đặt ra. Người sao đặt ra để mà cúng Phật. Cho đó không chẳng phải là cái bài kinh gì mà ghê gớm hết trơn không. Thì cái cúng dường á, thật ra là bây giờ mình làm ăn cho chân chính
luôn là làm lợi mình lợi người, đừng có hại mình hại người. Làm đúng cái nguyên tắc là không làm điều ác, làm các điều lành, và trở về với tâm thanh tịnh trong sáng. Đó là mê là cúng dường Phật một cách cao thượng. Đó, chứ còn không phải là mình cúng Phật giờ không biết để bàn thờ để ở đâu hay là cái này, thì cái đó chỉ là hình thức thôi. Đó. Cho nên thầy lại thích cái đạo Bà Hai á. Đạo Bà Hai là thầy qua mấy nước á, mà tới mấy cái chỗ mấy cái công trình mà xây dựng của họ đó, tạm coi như đó là một cái chùa hay cái gì đó của họ, cái đền thờ gì đó của họ đó, thì đặc biệt là đền thờ của tôn giáo nào kể cả đạo Phật của mình đều là có thờ Phật, thờ tượng, thờ đồ này kia đó. Mà cái đạo Bà Hai đặc biệt là họ làm một cái mà làm rất là đẹp, ở đâu cái công trình xây dựng của họ cũng rất đẹp. Ví dụ như ở Ấn Độ là nó có một cái họ làm như một cái hoa sen á, một rộng ghê lắm, rộng hơn cả cái tháp của mình ở bên trong nữa. Mà họ làm cái hoa sen thiệt, chung quanh đó thì họ làm hồ nước để có những cái đường đi vô. Thì cái vô bên trong á là chỉ thấy có ghế thôi, ghế để ngồi thôi. Thì ai muốn vô cứ vô ngồi đó, ngồi tịnh tâm vậy thôi. Cho trong đó không có thờ cái gì hết á, để không vậy đó. Cái thờ Phật là hồi xưa cái thời Đức Phật cũng có thờ Phật. Rồi về sau là khi mà đạo Phật mà truyền qua bên cái hướng đông á, thì lúc đó mới ở qua Hy Lạp qua gì đó, bên đó người ta là tường luôn, người ta rất nên mình mới bất chước, mình mới làm tường để mà thờ Phật thôi. Chứ còn đúng ra là trong đạo Phật đó là cái việc mà mình tu tập cho nó đúng tốt á, sống đúng tốt á là chính. Đó. Cái nguyên lý rất là đơn giản là sống đúng tốt, làm sao để đừng có tạo ra cái phiền não khổ đau cho mình và người. Đơn giản là vậy thôi, tức là không có tập đế khổ đế. À, nếu mình không có làm theo tập đế khổ đế mà mình sống với tâm thanh tịnh trong sáng thì nó là đạo đế diệt đế. À, đơn giản vậy thôi. Có người họ hỏi thầy rằng bây giờ ở trong chung cư á, thì trên tầng trên lầu á, mình nhiều khi mình ở dưới này, bây giờ con không biết là thờ Phật ở chỗ nào, bởi vì thờ thì trên người ta ở trên á, nên mình dưới này mình thờ đấy thì không yên tâm. Nói vậy thôi, thờ Phật trong lòng cho rồi cho thờ ngoài chứ. Thờ Phật trong tâm mình là được rồi. Anh Thúy Quỳnh xin hỏi là, thưa thầy, trong kinh có kể một vị đắc quả dự lưu vẫn chuẩn bị cung tên cho chồng đi săn, Đức Phật bảo vị này cũng như cái vá trong nồi canh nên không cộng nghiệp với người chồng, xin thầy chỉ dạy ạ. Thì cái đó là đúng vậy đó, tức là một cái vị thánh tu đạo hoàng thôi vẫn có thể là sống một đời sống rất bình thường, có gia đình, có chồng, có vợ, có con rồi này kia đó, giống như bà Visakha là có 20 đứa con. Rồi ông Cấp Cô Độc cũng vậy, cũng sống có gia đình rồi này kia đó. Rồi cái người tín nữ đó đó, thì khi lấy chồng á là do cái nhân duyên với nhau làm sao đó không biết, cho nên là phải lấy một cái người thợ săn. Mà khi người nấu người lấy người thợ săn thì phải là nấu cơm, nấu nước, bới cơm đổ theo, rồi sắp đặt cung tên bỏ vô trong cái gùi để cho người chồng đem đi săn. Thì nhiều người lấy làm lạ mới hỏi Đức Phật, nói sao Đức Phật nói là cái người này là bậc thánh tu đạo hoàng mà sao lại phục vụ cho một người thợ săn như vậy, thì có cộng nghiệp gì không? Thì Đức Phật ngài mới ví dụ là cái người này cũng giống như là cái vá trong nồi canh á, tức là vá trong nồi canh vậy thôi, chứ nó không có bị ảnh hưởng gì cái canh, nó không làm ảnh hưởng gì canh, mà canh cũng không làm ảnh hưởng gì cái vá.
Ý là Đức Phật nói như vậy. Thì một cái người mà họ đã thấy được pháp, họ không còn chấp ngã này kia đó, thì lúc đó họ sẽ sống tùy duyên thuận pháp vô ngại vị tha thôi, chứ họ không có bị ảnh hưởng bởi những cái mà ở đời đó, trong gia đình hay trong xã hội này kia, thì họ không ảnh hưởng bởi những cái mà sai xấu ở trong cuộc đời vậy thôi. Cho nên cái đó cũng là một cái bài học để cho mình thấy rằng là cái không phải là mình mà phải tránh hết tất cả mọi thứ để mình mới sống an trú một cái chỗ nào hoàn toàn thanh tịnh gì đó, không phải vậy đâu. Tức là người ta vẫn sống trong đời nhưng mà cái nhận thức và hành vi của người ta là đúng tốt. Trong hỏi đáp cũng có nhiều người hỏi thầy vậy đó. Bây giờ lấy chồng, bây giờ gặp ông chồng là cứ sống toàn là nhậu nhẹt đâu không. Bây giờ mình lại đi phục vụ cho một cái người như vậy thì mình có tội gì không nữa chẳng hạn vậy. Thì thật ra thì cái điều đó để cho mình thấy rằng là cái giác ngộ giải thoát là trong nhận thức và hành vi của mình thôi. Chứ còn cái bên ngoài nó không phải chuyện quan trọng. Không phải cũng có đặt nặng cái chuyện bên ngoài nó quá, không bên ngoài đó nó không có ảnh hưởng đến cái người mà mình nhận thức và hành vi đã đúng tốt. Dạ, Ngọc Hòa xin hỏi là bạch thầy có địa ngục hay không ạ? Địa ngục thì ở đâu cũng có. Mà thường á là nó có cái này thì thầy cũng nói nhiều lần rồi, tức là cái gì mà có trong mình thì đều có bên ngoài. Thì có một cái mà người ta gọi là cái thập pháp giới. Người ta nói thập pháp giới thì người ta nhìn lại bên trong mỗi người thì đều có thập pháp giới hết. Thì tức là khi nào mình nhận thức và hành vi như thế nào á thì nó sẽ ra là cái gì. Thí dụ như mình nhận thức và hành vi một cách là chánh trực, đúng đắn, thì đó là người. Khi mà mình là ích kỷ, keo kiết thì mình là ngạ quỷ. Khi nào mà mình là kiểu gia trượng, muốn mà mọi người đều phải là theo ý mình, mình muốn răm rắp là ai cũng phải tuân theo mình hết, thì đó là Atula, kiểu vậy đó, đại khái như vậy. Còn một cái người mà họ sống với tâm thanh thản thoải mái, sống đầy cái hoan hỷ trong điều thiện, thì họ là ở cõi trời dục giới, mà trời dục giới nó cũng nhiều cõi. Ví dụ như là cái người bố thí, nhưng mà bố thí là để mong cầu mình sẽ được giàu, thì người đó sẽ sinh lên cõi tứ đại thiên vương. Nhưng mà nếu một cái người mà bố thí với cái tâm là vì tha, muốn giúp đỡ người khác, thì người đó lại sinh lên cõi đâu xuất chẳng hạn vậy. Tức là mỗi cái tâm nó tương ứng với một cái cõi giới. Mà trong con người mình là nó có tất cả đều có, địa ngục cũng có trong mình này. Khi nào mà mình đau khổ, mình nhức nhối, mình day dứt đủ thứ đó, thì lúc đó chính là địa ngục. Lúc mà mình sống mà kiểu mà lười biếng, chỉ biết ăn ngủ hưởng thụ cho mình, không có sáng suốt trí tuệ gì hết trơn, thì đó là súc sanh. Đại khái là vậy đó. Thành ra trong con người mình là mình, thì cái người á, bây giờ cái người mà họ sống như súc sanh thì chết đi họ sẽ vô một cái cõi súc sanh. Đại khái là vậy. Còn cái người mà họ thí dụ họ đắc thiền định chẳng hạn, thì tùy theo cái thiền định của họ sinh vô cõi sắc giới, sắc giới gì đó, hay là thiền định vô sắc thì sinh vào cõi vô sắc. Thành ra là cái gì mà ở trong mình có đó,
thì đều có ở ngoài thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là mặc dù con người thì chúng sanh thì nhiều như vậy đó, nhưng mà vẫn có những cái người mà nó cái gọi là căn cơ trình độ đó nó tương đương với nhau. Đó. Khi mà một số người mà căn cơ trình độ tương đương với nhau thì nó sinh ra lại gọi người như thế này. Nhưng mà có một số người thì nó sẽ có trình độ tương đương với nhau lại sinh lên cái cõi trời gì đó, hoặc là xuống cái cõi Atula gì đó, tức là cái đó đều là tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người, mà cái đó là cũng là cái duyên nghiệp của người đó, và cũng là cái cõi giới đó cũng chính là cái bài học để người đó học ra và chính mình đó. Cho nên là nói có theo thầy là có có là bởi vì cái gì trong mình có là bên ngoài đều có. Nên là thiên địa giai bị ư ngã, cái trời đất là có đầy đủ ở trong mình. Mình có cái gì thì trong trời đất cũng có cái đó. Thầy, con hỏi được không ạ? Thưa thầy, con có một người nhà em mà hả, con đã chết lâu rồi, nhưng mà hả, một lần nữa là trời mưa tác động hay là một lần cái gì đó là nó cái nhớ đến con, nó đến độ mà trong mơ nó thấy đi sa mạc rồi nó đi tìm con, nó khóc, nó la, nó hét cái gì đó. Thì khi mai mốt nó chết nó làm cái gì vậy? Thì cái đó là cái dính mắt. Cái dính mắt là khi mình sống trong đời là mình có rất nhiều cái dính mắt. Mà khi nào mình cái dính mắt đó là nó tỷ lệ nghịch với cái độ chánh niệm tỉnh giác. Nếu một người sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là cái người sống tròn vẹn với chính mình ấy, thì sẽ ít cái đồ dính mắc ở bên ngoài, nó sẽ ít. Còn cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ít ấy, thì đồ dính mắc bên ngoài nhiều đó, và đồ lệ thuộc ở bên ngoài nhiều. Cho nên là nếu mà cái tâm mình mà cái tình thương yêu con cái hay là người thân là cái gì gì đó thì nó mới là cái khổ đó. Đức Phật nói là khổ là oán tăng hồi mà ái biệt ly đó nhá. Nên là thương thì là phải xa, mà ghét thì là cứ ở gần bên ngoài. Đó là cái khổ. Cái khổ đó là cái khổ thì dính mắc. Cho nên cuối cùng mới nói là thụ cái chấp thụ á, chấp thụ cái ta đó, là tức là chấp thụ năm uẩn á, là khổ. Do đó là bây giờ là để tránh cái tình trạng đó, đó thì mình phải thường chánh niệm tỉnh giác, tức là mình phải thường sáng suốt biết mình trở về với cái thân đang là như thế nào, những cái thọ cảm giác cảm xúc đang là như thế nào, cái tâm đang là như thế nào, hay là cái sự quan hệ giữa mình với cuộc sống đang thế nào, thì mình đều phải trở về tròn vẹn tỉnh thức trong đó. Thì cái độ tròn vẹn tỉnh thức đó càng cao thì cái nó sẽ bớt đi cái dính mắc ở bên ngoài. Đó, vậy thôi. Thầy Huy Đức xin hỏi là có một vị thiền sư nói Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh phiền não nhưng có mặt của uẩn xứ và giới, điều này là đúng hay sai ạ? Niết Bàn á thì không có vô minh ái dục là đúng rồi nè, nhưng mà hiện tại đó là vẫn còn là xứ và giới. Xứ và giới. Còn cái uẩn á thì nó là thế này. Cái uẩn á là chủ yếu là nói về cái hình thành cái kinh nghiệm, kiến thức và cái bản ngã. Đó là cái chủ yếu của cái uẩn là như vậy. Đó. Cho nên đó, thực ra cái năm uẩn á, năm uẩn là khi mình tiếp xúc, ví dụ như mắt mình thấy sắc
thì nó sẽ có cái cảm thọ. Rồi khi có cảm thọ thì mới có cái tưởng, tức là nhận biết về cái đối tượng đó, xong rồi mình phản ứng cái đối tượng đó. Nhưng mà thực ra là một cái bậc thánh thì người ta nhìn thấy mọi sự mọi vật là lúc đó là chỉ với qua trí tuệ. Qua trí tuệ cho nên vẫn chỉ thấy pháp như nó là thôi. Do đó thực ra đó là nói có uổng là không đúng. Nói có uổng là cũng không đúng. Thì thật ra là những cái mà những cái đó không phải là uổng. Cho nên mình đó là khi mình thầy thấy là đôi lúc trong cái từ Phật học của mình nó cũng còn rất là thiếu sót. Lẽ ra là phải có một cái từ gì để sử dụng khi cái bậc thánh người ta cũng thấy nghe người nếm xúc chạm vẫn biết vẫn ứng xử, nhưng mà rõ ràng là gọi là duy tác thì làm sao mà là tạo uổng được. Bởi vì uổng là một cách nói ngắn gọn của cái thập nhị nhân duyên. Tức là Đức Phật Ngài nói trình bày nhiều cách. Khi mà nói thập nhị nhân duyên là nói dài ra, còn khi mà nói uổng là nói ngắn lại, nói gọn lại. Để cho cái người có người người ta nói ngủ uổng là ta đủ hiểu rồi, chẳng cần phải nói tới thập nhị nhân duyên làm gì. Nhưng mà có người lý trí nhiều thì người ta phải phân tích ra cho nó rõ, ra thành thập nhị nhân duyên vậy thôi. Nhưng cái tiến trình đó, khi mà minh thì đã là vô minh là chấm dứt. Mà vô minh chấm dứt thì đó, khi mà vô minh chấm dứt tức là gì? Bây giờ mình nói theo thập nhị nhân duyên này, vô minh không còn thì hành không còn thì thức không còn thì danh sắc không còn thì lục nhập không còn, tức là mắt tai mũi lưỡi không còn. Nhưng mà ở đấy là lục nhập chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó, tức là nó có cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó muốn nhập kia thì nó mới sinh ra xúc, sinh ra thọ, nên ái thụ hữu. Chứ còn nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì không phải là thì lúc đó bậc thánh là đúng là vẫn còn là xứ và giới, tức là vẫn còn mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp nhận thức nhị thức tị thức tiệt thức tân thức ý thức, thì là nó là 12 xứ 18 giới. Nhưng mà vì trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, không có cái bản ngã trong đó thì sao có ngủ uống được. Thì có người nói rằng là một cái vị mà một vị A-la-hán hay là Đức Phật mà khi Ngài còn sống thì vẫn còn ngủ uống, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Còn sau đó là khi Ngài tịch diệt rồi thì không còn ngủ uống nữa, cho nên gọi là vô dư y niết bàn. Nhưng mà theo thầy không phải như vậy, đó là người ta chú giải thôi, chứ còn theo thầy là thầy không tin cái chuyện đó. Mà hữu dư y niết bàn là thế này, là niết bàn của các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, tức là các vị đó cũng đã thấy niết bàn rồi. Đó, nhưng mà các vị đó vẫn còn cái dư y. Dư y tức là vẫn còn sinh y. Vì còn sinh y cho nên là vẫn còn trở lại bảy kiếp, trở lại một kiếp hay là không trở lại, nhưng mà vẫn ở trên gọi sắc cứu cánh gì đó chẳng hạn. Đó, thì cái đó nếu nó vẫn còn là còn trong đó, vẫn còn trong tam giới. Còn một vị A-la-hán hay là một vị Phật là ngay khi giác ngộ đó, là vì đó đã là vô dư y niết bàn rồi, chứ không phải đời phải nhập niết bàn mình, tức là tịch diệt rồi là khi đó mới là vô dư y. Và cái quan niệm mà cho rằng là còn cái ngũ uổng đó là sai. Mà còn 12 xứ 18 giới thì có đó. Còn tất cả những cái mà uổng thì bây giờ nó thay thế bằng tuệ tri hết rồi.
Người tuệ trí thì nó không có tạo nghiệp. Còn ngũ uẩn tức là còn ngũ uẩn tức là còn tạo nghiệp. Cho nên mới trong cái kinh Bát Nhã mới nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách là đúng. Tức là cái vị mà chiếu kiến ngũ uẩn là gì, là tức là Vipassana mà đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này. Thì khi mà đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này, lúc đó là ngũ uẩn giai không. Cho nên không có đau khổ. Không có cái khổ khổ hành khổ hoài khổ. Cho nên cái này á, nó vẫn còn nằm trong cái luồng. Còn trong luồng rồi ngồi mới tránh cãi với nhau cái chuyện đó. Và thầy thấy là cái chuyện đó thật ra nó là vô ích. Không cần quan tâm chuyện đó. Mà bây giờ trên thực tế này, trên thực tế mình đang như thế nào này, phải thấy thân thọ tâm pháp đang như thế nào đó, cái đó mới là quan trọng đó. Rồi hết giờ. Y đằng nô nham ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yon. Y đằng nô nham hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yon. Y đằng nô nham tu su ki ta hôn tu nha ta yon. Y đằng va ta me pu nhang va kha ya va hang hô tu. Rồi sa thú lành thay chào mọi người.